thư tuyến nước bọt là các tế bào ác tính do tuyến nước bọt gây ra. Các u tuyến nước bọt bao gồm u tuyến nước bọt mang tai, u tuyến nước bọt dưới hàm và u tuyến nước bọt dưới lưỡi. Theo thống kê, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng hơn 1.000 ca nhiễm bệnh, chiếm 2-4% khối u vùng đầu cổ. Nguy hiểm hơn, 80% u tuyến nước bọt khi được phát hiện đều là ác tính. Thế và nó khi phát triển nhanh thì có thể gây loét hoặc gây đau. Và đặc biệt nó sẽ gây ra một cái trường hợp gọi là liệt dây mặt, thật dây mặt, gây méo miệng. Triệu chứng của bệnh ung thư tuyến nước bọt có thể bao gồm sưng trên hoặc gần hàm, hoặc ở cổ, hoặc miệng, tê một phần của khuôn mặt, cơ bắp yếu ở một bên của khuôn mặt, đau dai dẳng trong khu vực của một tuyến nước bọt, khó nuốt, rắc rối khi mở miệng rộng. Một số nguyên nhân có thể gây ung thư tuyến nước bọt là uống rượu, hút thuốc lá. Tuổi tác, ung thư tuyến nước bọt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở người từ 40 tuổi trở lên. Phơi nhiễm bức xạ như tia xạ điều trị ung thư vùng đầu và cổ, tia X-quang. Thường xuyên làm việc trong môi trường chứa các hợp chất như hợp kim niken và bụi silica. Thì chúng ta thấy là nên đi khám để xem đấy là nó là khối u tuyến mang tai hay là bị một cái trường hợp khác. Và cái khu này thì đã xác định xem là bị một cái u lành tính hay là ung thư thì các nhà chuyên môn sẽ giải quyết được sớm. Để phòng tránh ung thư tuyến nước bọt, chúng ta cần chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, súc miệng bằng nước muối ấm sau bữa ăn, uống nước trong ngày hoặc ăn kẹo không đường để kích thích miệng sản xuất nước bọt, tránh các loại thực phẩm khô, tránh các loại thực phẩm có tính axit hoặc nhiều gia vị và thức uống, tập thể dục, châm cứu, massage trị liệu, thư giãn. Giữ gìn vệ sinh răng miệng để phòng tránh ung thư tuyến nước bọt.